X-Watch số 1 bảo hành hậu mãi. X-Watch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả của X-Channel. Tại đất nước Ý xinh đẹp thì có tồn tại hơn 100 hãng đồng hồ khác nhau. Tuy nhiên thì xảy ra khủng hoảng, đã có rất nhiều những cuộc mua bán và sáp nhập. Và cho đến ngày nay thì chỉ còn rất ít những thương hiệu có giữ nguyên được dòng chữ Made in Italy nổi tiếng của mình. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Phương Thảo liệt kê ra 4 cái tên đầy niềm tự hào đó cho đến ngày nay. Đồng hồ Nam Ý U-Boat. Ý tưởng về chiếc U-Boat đầu tiên ra đời từ năm 1942 khi ông Fontana được chính phủ Ý ủy quyền để thiết kế một chiếc đồng hồ cao cấp dành riêng cho các phi công của Hải quân Ý. Mong muốn của ông là tạo ra một chiếc đồng hồ nam mang khả năng hiển thị cao, bởi vì ông biết rằng các phi công sẽ phải làm việc trong điều kiện ánh sáng thấp và thời tiết xấu. Tuy nhiên thì nó đã bị thất lạc cho đến năm 2000 và Italo, cháu trai của ông, đã quyết định phát triển hãng đồng hồ hàng hiệu U-Boat để tưởng nhớ ông nội của mình. Những chiếc đồng hồ U-Boat có thể được nhận dạng dễ dàng bởi nút điều chỉnh lớn nằm bên trái của đồng hồ. Tất cả các thiết kế của U-Boat, mặc dù là được chia thành các bộ sưu tập khác nhau như là Classico, Flight Deck hoặc là Thousands of Feet, nhưng đều mang vẻ đẹp retro độc đáo. Tom Cruise và David Beckham cũng là những vị khách đặc biệt của thương hiệu đồng hồ này. 2. Đồng hồ nam TB Booty. TB là viết tắt của hai từ Tradition, truyền thống, và Buon Gusto, thanh lịch. TB được biết đến với những cỗ máy thời gian handmade tinh xảo. So với ngành đồng hồ thế giới thì đây là thương hiệu còn khá non trẻ. Thế nhưng ngày nay, không chỉ là một thương hiệu đồng hồ nam hạng sang ở Ý, mà TB Booty đã thâm nhập vào các thị trường 12 nước trên thế giới, không ngừng làm mới mình ở cả chất liệu và thiết kế. Những chiếc đồng hồ nam nổi tiếng với ông chủ Tommaso Booty vô cùng kỹ tính. Ông và nhân viên của mình đã luôn theo sát từng giai đoạn chế tác đồng hồ, từ việc chọn chất liệu cho đến khi chiếc khóa cài được đính vào dây. Các công đoạn đều được làm bằng tay, hết sức tỉ mỉ và kỹ nghệ. 3. Thương hiệu Officina del Tempo là một cái tên trẻ so với lịch sử toàn ngành. Thiết kế sản phẩm được lấy cảm hứng từ các cuộc thi đấu thể thao. Chính vì vậy mà những chiếc đồng hồ có đường nét, chi tiết trẻ trung và nam tính. Qua hơn một thập kỷ nỗ lực, hãng đã được công nhận bởi cộng đồng giới mô điệu. Hiện nay thì hãng đồng hồ đã khai trương hơn 100 điểm bán nội địa, có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Qua những sản phẩm của mình thì có thể thấy rằng mong muốn rất lớn của họ đó chính là đưa trí tuệ và nghệ thuật Made in Italy ra toàn thế giới. 4. Brea Milano 1939. Thành lập từ năm 1939, ngay từ những ngày đầu thì Brea đã đề cao phong cách thời trang Ý trong từng sản phẩm. Những mẫu đồng hồ của họ đều mang nét thời trang Ý rất đặc trưng. Mỗi bộ sưu tập mà họ tung ra đều đón đầu, thậm chí là thiết lập nên những xu hướng thời trang mới. Họ coi trọng tính thẩm mỹ nhưng không vì đó mà quên đi kỹ thuật và chất liệu. Brea giữ nét truyền thống nhưng vẫn không ngừng nghiên cứu về những chất liệu, hình dáng và màu sắc mới. Đây cũng là hãng nổi tiếng với những mẫu đồng hồ unisex, dòng đồng hồ dành cho cả nam và nữ. Những quảng cáo của họ đều rất táo bạo, cá tính và quyến rũ như các bạn đang xem. Chúng xóa nhòa đi khoảng cách giữa những chiếc đồng hồ và chủ nhân của nó, làm cho chiếc đồng hồ có tính cách, tâm hồn riêng, độc nhất và duy nhất. Đồng hồ Thụy Sĩ thì nổi tiếng với tinh hoa cơ khí, đồng hồ Nhật Bản thì lại gây ấn tượng với những cỗ máy bền bỉ, còn những chiếc đồng hồ Ý lại khiến cho cả thế giới nhớ đến với chất thời trang và sự tự hào dân tộc trong mỗi sản phẩm. Bạn có phải là fan của những siêu phẩm đầy chất Ý vừa rồi hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới và đừng quên đón xem những video tiếp theo của X-Channel. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! X-Watch bảo hành 5 năm cho cả lỗi của người dùng, đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.